Quý vị và các bạn, các bác cùng em thân mến, clip trước đây thì phụ kiện audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác em top 6 cái mẫu loa siêu chép của Pure. Nó còn chép bằng giấy, bằng lụa và đặc biệt là bằng titan rất là đa dạng. Và có bằng titan nó có 4 mã 8801, P8802, P103 và P8804. Clip này thì phụ kiện audio mình giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn, các bác em vào cái dòng loa siêu chép của Pure, còn dòng loa chép lừng danh Pure P8804. Còn Pure P8804 này được thiết kế một cái mặt vuông, nó khác hẳn so với những cái con loa chép khác của Google. Pure vành làm bằng hợp kim nguyên khối và anh em có thể phối ghép được rất nhiều dòng loa khác nhau để cho nghe nhạc karaoke hay loa kéo ấy, anh em đều có thể sử dụng được con này. Và tiếng con này thì cực kỳ hay, leng tiếng rất là hay, leng keng tí tách và bổ trợ giải cao rất tốt cho những cái dàn âm thanh tiếng chép nó mà kém, nó mà yếu ấy, không lên được ấy. Đấy, bổ sung thêm thì có những cái cặp mà lắp đầy đủ chân cóc mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này và dây đấu dây bãi nhật này đó. Và bên cạnh đó thì anh em nào mà độ chế thay thế hay là gióng loa thì anh em cũng có thể tham khảo những cái củ rời này. Đấy, và cái củ rời này lắp vào loa, rất nhiều anh em cũng lắp đi trong thùng loa. Đường kính vành ngang là 8 phân, vành hợp kim nguyên khối vô cùng chắc chắn, hơi hỏa tiễn màng titan và thông số kỹ thuật được thể hiện ở phía sau sub chép vocal của Pure này với model là P8804. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel và công suất tối đa cho một chiếc này là 100W một chiếc. Công suất mà lên đến 100W một chiếc thì em biết công suất cũng rất là lớn nhé. Và một cái điểm đặc biệt nữa của những cái củ loa của Pure để nó có một điểm khác biệt so với những con dòng loa khác là tất cả những cái thông số kỹ thuật này là đều được thể hiện là rõ, rất rõ ở phía mặt sau, khác hẳn so với những con loa kém chất lượng. Những cái dòng loa kém chất lượng ấy, thì những cái thông số kỹ thuật thường hay sử dụng là tem dán, và tem dán thì anh em biết rồi, rất dễ bị làm giả, làm nhán. Riêng những cái dòng loa chất lượng cao như của Pure này thì tất cả các thông số kỹ thuật được thể hiện rất rõ phía sau model của sản phẩm, trở kháng, công suất cũng như độ nhạy. Đường kính vành là 8 phân, từ là 7 phân và chưa kể hai cái cầu đấu dây loa đã được đánh dấu âm dương, bên đỏ này là bên dương và bên còn lại là bên âm. Khi mà thay thế độ chế hay giống loa, anh em chỉ cần đi đúng cầu đấu âm dương là sử dụng rất là dễ. Và con 8804 này, anh em mà quét thùng ấy, anh em để ý kích thước, để nó muốn nắp từ mặt đằng trước vào, anh em để ý kích thước để sao cho nó hợp lý. Hoặc là anh em cũng có thể lắp từ phía trong ra, tùy thằng thùng. Có những thùng loa nhép lắp từ phía trong ra thì bắt vít được 4 lỗ này, rất là đẹp này. Anh em để ý quét lỗ sao cho nó hợp lý nhất. Đó là những cái củ rời để độ chế thay thế hay là giống loa. Và bên cạnh đó thì như chia sẻ với anh em ấy, sẽ có những cặp loa mà đã để bổ sung thêm ở ngoài ghép thêm ấy thì đã được lắp đầy đủ chân cóc, phân tần và dây đấu này để các anh em có thể đấu lối ngoài ghép thêm ở ngoài, bổ trợ giải cao cho những cái dàn âm thanh tiếng tép nó mà kém ấy, nó mà yếu ấy, không lên được ấy, nghe nhạc karaoke ấy, hoặc loa kéo ấy. Và đặc biệt anh em nào mà thường hay sử dụng loa tép để karaoke ấy, thì nên sử dụng những con tép mà nó tích hợp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, chơi rất là đảm bảo nhá. Tiếng nó hay hơn rất nhiều, đồng thời là bảo vệ con tép của anh em tốt hơn cực kỳ nhiều. Pure P8804 là một dòng loa chép lừng danh, đầy đủ những dây đấu, dây bã nhật. Và cái mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này sẽ có những cuộn cán hơn đồng đơn tiết diện rất là lớn, rất nhiều vòng nhá. Ở giữa một cuộn cán thì đều có lõi sắt từ này, bên cạnh đó một con trở sứ này, một con tụ này. Đấy, sẽ có tụ đỏ, tụ đen tùy từng con mạch phân tần, nhưng riêng con mặt T3 này là sử dụng tụ đỏ đó. Và trên mạch phân tần thì cái đường tín hiệu cũng được đánh dấu rất là rõ, đường in là đường input là tín hiệu đầu vào, và có dây đấu này, đường T đường cho loa chép cũng đi dây hai màu khác biệt mà sẽ đi lên hai cầu đấu trên loa, âm và âm, dương và dương. Đấy, cộng là dây đỏ rồi vào cầu dương, bên trừ bên đen là đi vào cầu âm đó. Mà khi mà phối ghép cùng mấy dàn âm thanh của anh em ấy, anh em chỉ cần đấu song song với loa chính là sử dụng luôn, âm và âm, dương và dương là sử dụng thôi. Và loa chép ghép ngoài này sẽ hầu như sẽ không ảnh hưởng gì đến trở kháng hay là công suất của cái dàn âm thanh của anh em. Và tiếng tép thì nó cực kỳ sáng, leng keng tí tách cực kỳ sáng anh em nhé. Cả cặp đã được tích hợp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này để ghép thêm ở ngoài, bổ sung thêm cái giải cao, giải leng keng tí tách cho những cái dàn âm thanh tiếng tép nó mà kém, nó mà yếu không lên đấy, thì anh em cũng có thể tham khảo những cặp như này nhá. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận chất âm của dòng loa chép của Pure, P8804 này, và những cái chiếc mà lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, dây đấu, và sẽ test một chiếc nha, anh em để cảm nhận. Đây dây đấu trực tiếp từ âm đi ra, anh em sẽ đúng là cầu đấu âm âm dương và dương thôi, và sử dụng thôi. Con này đấu lối rất là dễ. Loa chép mà ghép ngoài ấy, nó chỉ bổ trợ thêm cái giải cao, giải leng keng tí tách ấy,
hầu chứ không ảnh hưởng gì trở kháng hay công suất. Anh em chơi yên tâm, đảm bảo cho anh em nhé, anh em cùng cảm nhận nhé. Nó đang test một chiếc anh em nhé. Rút ra này. Đấy, tiếng tép nó rất sáng, cực kỳ sáng và không có cái cảm giác chói gắt đâu. Anh nghe nhạc karaoke anh em đều có thể sử dụng được. Đó là tiếng test của con Peuler P8804 và một trong những loa chép lưng xanh của Peuler, và đang test một chiếc rồi đấy. Nếu mà và đang test một chiếc thì, và công suất của một chiếc này là một tối đa của nó là 120 là 100W một chiếc đấy, công suất khá lớn, phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa nghe nhạc karaoke hay loa kéo đều được. Nếu mà đấu vào loa kéo ấy, thì anh em chỉ cần khoan một lỗ vào cái thùng loa kéo, sau đó anh em đi dây để vào cùng với lại cái đường loa chép ở phía trong ấy là sử dụng được rất là dễ nhá. Đó là cái đó, và cái dòng loa chép và con loa chép Peuler P8804 này lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, chân cóc và dây đấu này là 730.000 một cặp hai chiếc. Còn bên cạnh những cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép thì sẽ có những củ rời để độ chế thay thế hay giống loa, và cái củ rời này là 550.000 một cặp và tặng kèm tụ xịn. Anh em yêu cầu thì sẽ tặng thêm dây và hàn vào hai cái cầu đấu dây loa này để anh em có thể đấu lối rất là dễ dàng. Đó, củ rời là 550.000 một cặp, còn lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, chân cóc dây đấu này là 730.000. Đó, và mọi thông tin phối ghép cũng như tư vấn đặt hàng anh em có thể liên hệ với phụ kiện audio theo số điện thoại phía dưới này 0835318889 và cửa hàng là 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các anh em trong những video clip kế tiếp nhé.